Chào tất cả các em. Đây, video này thì chúng ta sẽ tiếp tục đánh chiếm cái phần hàm số đồng biến nghịch biến, những cái phần vướng hơn một chút xíu là phần mục tiêu lấy 6-7 điểm nhá. Thì trong cái phần này chúng ta cũng sẽ có tầm hơn 20 ví dụ. Và thực ra thì cái ví dụ ở đây sắp xếp theo thứ tự nó chính là cái thứ tự theo cái kiểu mà trong cái bài tập thì sẽ gửi cho các em ấy, bài tập gửi trên link nhá. Thì muốn làm theo thứ tự đó bởi vì để các em làm bài tập dần dần thì gặp cái bài nào mà cảm giác nó vướng cái thì đã có cái video đi kèm chúng ta làm thuận luôn nhá. Ngay ở cái ví dụ đầu, cái ví dụ 6-7 điểm thì chúng ta thấy là cái ví dụ này thực ra là đúng ra là nên để mức độ cứng hơn. Đây, tức là mức độ 8 cộng cũng được chút xíu, 8 cộng 9 trừ thì được. Còn đây thì đối với ví dụ 1 nó vẫn vướng, tuy nhiên thì thầy vẫn lấy luôn. Nói là so với các ví dụ vướng thôi, chứ còn nói đến vướng thì đừng có sợ. Bởi vì sau khi giãn cái chúng ta thấy là thực ra thì nó cũng khá chỉ là đơn giản nhá. Chúng ta theo dõi ví dụ, và sau mỗi ví dụ chúng ta đúc kết lại những cái kiến thức chúng ta cần nắm, và sau mỗi video thì thầy sẽ cố gắng cũng đúc kết lại toàn bộ các kiến thức mà chúng ta cần nắm. Ok, nào chúng ta vào ví dụ tiếp theo, ví dụ số 12 tiếp theo có video trước đúng không. Tìm tất cả các giá trị của hàm số m để hàm số có dạng bậc nhất trên bậc nhất đồng biến trên một khoảng 0 đến 10. Ok, thì để hàm số đồng biến trên khoảng này thì như lý thuyết chung của cái bài trước chúng ta đã có đúng không? Thứ nhất là nếu như đồng biến trên khoảng từ 0 đến 10 thì đầu tiên nó phải xác định trên cái khoảng từ 0 đến 10. Xác định trên này. Đó. Cái thứ hai đó là y phẩy như nào nhỉ? Phải lớn bằng 0 với mọi x thuộc khoảng trên này. Đúng không? Và cái thứ ba nữa là y phẩy bằng 0 để có hữu hàm nghiệm trên cái khoảng trên. Đấy. Đó là cái lý thuyết chung. Thế còn nếu áp dụng cụ thể vào cái ví dụ số 12 này thì chúng ta làm như thế nào? Thì đây, chúng ta xem này. Thứ nhất là với cái hàm số này nếu như xét về điều kiện xác định x gì khác xì khác m, độ trừ m đúng không? Và còn nếu như trên cái khoảng mà để yêu cầu là từ 0 đến 10 thì đây chúng ta xét từ 0 đến 10 nhá. 0 đến 10. Đấy. Còn cái trục số tập xác định này thì x khác m, tức là tại trừ m nào đó là nó khác cái giá trị này, còn giá trị khác nó đều ok. Vậy thì để cho cái xác định trên từ 0 đến 10 thì trừ m này không được nằm vào giữa đúng không? Tức là trừ m này nó phải nằm về bên này phía này. Đấy, nói khác 10 phải bé hơn hoặc bằng trừ m. Đúng không? Đây khoảng mà đúng không? Đấy, không lấy con 10. Khoảng này không xét con 10 cho nên là trừ m bằng 10 thì nó vẫn xác định trên khoảng từ 0 đến 10. Đúng không? Tương tự như vậy thì trừ m nằm phía này và trừ m bằng 0 thì cũng ok. Như vậy thì cái điều kiện mà xác định từ 0 đến 10 thì chúng ta sẽ có cái điều kiện đầu tiên đó là trừ m này này. Thế như nào? Bé ăn bằng 0 đúng không? Tức là làm về bên này. Hoặc nhá. Hoặc trừ m phải lớn hơn hoặc bằng 10. Đây là điều kiện thứ nhất. Rồi sau khi có cái điều kiện này thì chúng ta tiếp tục xem cái các điều kiện khác. Về y phẩy đi. Và để xử lý được y phẩy thì dĩ nhiên chúng ta phải tính y phẩy đúng không? Y phẩy có hàm bậc nhất, mười nhất này, hệ số chứa x nhân hệ số không chứa x trừ đi ngược lại này, như vậy đó là sẽ là m bình trừ đi 16 đúng không? Trên mẫu bình. Đấy, là m bình trừ 16 trên mẫu bình. Ok, đang giảng bài thì lại bị mấy đứa nhỏ nó quấy rối, mà do đó thì bây giờ nó đi chơi rồi, thầy lại giảng tiếp. Vâng, thế cái như vậy là ok, là chúng ta được cái hàm số xác định trên 0 10 là chúng ta được cái này đúng không? Sau đó là y phẩy lớn bằng 0. Đấy.
với mọi x thì thuộc không 10, đồng thời thì phải bằng không cơ hội hạn nghiệm. Thì đây chúng ta có thể thấy là nếu với cái hàm bậc nhất thì mình nhất ấy, nếu mà nó đã bằng không là bằng không với mọi luôn, vì tự số nó là số thôi, mẫu số của nó luôn bình phương rồi. Do đó thì tự số là số, cho nên là nếu bằng không là bằng không với mọi luôn. Cho nên là với cái hàm bậc nhất thì bậc nhất thì chúng ta lưu ý ấy, là nếu như liên quan tới đồng biến nghịch biến thì chúng ta có thể hai cái điều kiện này có thể tương đương luôn, là y phẩy nó lớn không nhá. Đấy, như vậy thì đây hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến 10, tức là y phẩy này lớn không. Đấy, y phẩy lớn không thì tương đương với thực tế chỉ cần cái m bình trừ 16, mình cái tự số lớn không là đủ nhá. Đấy, như vậy thì bài này thì chúng ta chỉ giải cái này, trừ m nhỏ bằng 0 hoặc trừ m lớn bằng 10 kết hợp với m bình trừ 16 lớn không, chúng ta sẽ được kết quả nhá. Đấy. Đây thầy mà thôi, cái phần này các em tự giải đi, cái này mà không giải được thì cứ hỏi thêm các bạn khác để giải những cái này, nó mất thời gian, để thấy nó không cần thiết lắm nhỉ. Như vậy thì trong cái ví dụ này, thông qua ví dụ này chúng ta cần lưu ý những điểm gì, những điểm gì chúng ta rút ra được từ cái ví dụ này. Đấy, ví dụ này thì chúng ta lưu ý là với hàm gì nhỉ, hàm bậc nhất trên bậc nhất đúng không, hàm bậc nhất trên bậc nhất. Đấy. Với hàm bậc 1 trên bậc 1 thì chúng ta sẽ có cái điều tương đương. Đấy. Tức là y phẩy lớn không thì tương đương với là nó đồng biến. Là lớn không trên đoạn nào đồng biến trên đoạn đó. Lớn không trên khoảng nào đồng biến trên khoảng đó. Hầu hết những cái khác là gì? Chỉ một chiều thôi, y phẩy lớn nó suy ra đồng biến, còn đồng biến thì chưa chắc là y phẩy lớn không. Nhưng riêng cái hàm này thì nó phải lớn hẳn không nha. Cẩn thận nha. Tương tự như vậy, dĩ nhiên y phải nhỏ hẳn không thì mới tương đương với hàm số nghịch biến trên cái khoảng đó, đúng không? Tất nhiên là cái điều kiện xác định phải có, nhớ nhá. Ok nha. Đấy, ok gì nhỉ? Đấy, đối với hàm bậc 1 trên bậc 1 thì đối với hàm số đồng biến thì chúng ta chỉ cần là điều kiện đầu tiên là xác định đến khoảng đó, sau đó là y phải lớn hẳn không và hoặc là nhỏ hẳn không đối với nghịch biến nhá. Ok, đó là cái lưu ý chúng ta cần lưu lại. Rồi, chúng ta chuyển sang cái ví dụ tiếp theo. Ví dụ số 13. Với xin m thì hàm số bậc 3 đồng biến trên r. Hàm số này có hệ số a khác 0 rồi đồng biến trên r. Hàm số bậc 3 mà có hệ số a khác 0 thì chắc chắn rằng là y phẩy của nó là bậc 2. Đúng không nhỉ? Y phẩy trong bài này cụ thể là 3x bình trừ đi 6m ấy cộng 3. Ok, cái y phẩy này hệ số a khác 0 chắc chắn là bậc 2. Và như vậy thì hàm số đồng biến trên r này, đối chiếu theo điều kiện lúc nãy đấy, xác định trên r, hàm số xác định trên r xác định chưa? Rồi này. Đó, xác định trên r rồi này. Y phẩy lớn bằng 0 với mọi x. Như vậy thì trước hết chúng ta phải có cái này là y phẩy lớn bằng 0 với mọi x thuộc r. Đúng không? Đấy. Và y phẩy bằng 0 có hữu hạn nghiệm. Thì đây là hàm bậc 2 rồi thì chắc chắn hữu hạn nghiệm, đúng không? Hệ số a khác 0 rồi thì phương trình có nhiều nhất có hai nghiệm thì hữu hạn nghiệm. Cho nên là với cái hàm bậc 3 ấy, mà hàm số hệ số a khác 0, hàm số đồng biến trên r thì tương đương với y phẩy lớn bằng 0 thôi nhá. Y phẩy lớn bằng 0 mọi x thuộc r thì tương đương với điều gì? Thì cái này là tam thức bậc 2 lớn bằng 0 đúng không? Tức là trục số của nó hoặc dương cả, hoặc trục số của nó là gì nhỉ? Chỉ có một giá trị, bên này dương, bên này cũng dương. Tức là khoảng cuối hệ số a dương này, và delta trong trường hợp này là gì? Bén 0, còn trường hợp này là delta bằng 0. Tức là điều này nó sẽ tương đương với, đó là chúng ta có hệ số a là dương thì cái này thỏa mãn rồi nhá, còn mở delta thì bé hơn hoặc bằng không. Và như vậy thì chúng ta chỉ việc giải cái y phẩy này với delta bé bằng không là chúng ta ok nhá. Đấy. Rồi thế thì nhá, còn cái việc giải delta delta phẩy nhóm bằng không như thế nào thì các em tự giải, không biết hỏi các bạn, thầy không giải hết đâu. Như vậy thì qua cái ví dụ này chúng ta lưu ý điều gì? Đấy. Lưu ý là hàm bậc 3 này. Đấy. Nếu như hàm bậc 3, hàm bậc 3 tức là đã nói là hệ số a của nó khác không rồi nhá, còn hệ số a mà chưa khác không chúng ta phải xét hàm bậc 3 này mà đồng biến trên r, đúng không, thì chúng ta sẽ tương đương với các điều kiện, đó là hệ số a dương và delta bén bằng 0. Còn hàm nghịch biến trên r thì tương đương với là gì? Y phẩy có gì nhỉ? Hệ số a âm và delta cũng bén bằng 0. Nhà delta bén không, bén bằng 0 chẳng qua đó là
làm gì phải luôn lớn hoặc bằng không thôi. À như vậy ví dụ trước chúng ta thấy là hàm bậc nhất trên bậc nhất thì phải để ý đến điều kiện này, à, và để ý cái là đi phải dương đồng biến, chỉ cần đi phải dương đúng không? Dương hẳn. Còn đối với cái hàm bậc ba ấy thì chúng ta không để ý, không cần để ý đến cái điều kiện, bởi vì nó không có điều kiện gì cả đúng không nhỉ. Nhưng chúng ta cần để ý là nó có dấu bằng đúng không, y phải đồng biến thì phải lớn hoặc bằng không nhá, nghịch biến lại y phải nhỏ bằng không đấy. Hai cái hàm có đặc tính nó khác nhau xíu, anh em cần lưu ý. Ok, đó là ví dụ số 13. Theo chúng ta đi đến cái ví dụ số 14 nhá. Ví dụ số 14 nào, đây lại một hàm trùng phương, có a khác không rồi, chắc chắn là hàm trùng phương đúng không, yêu cầu là đồng biến trên không đến dương vô cùng đấy nhỉ. Đó thì điều kiện ở đây là gì? Đấy, với hàm trùng phương thì thực tế là nếu các em học dạng đồ thị rồi thì nó trở nên đơn giản hơn. Tuy nhiên ở đây chưa có dạng đồ thị thì thầy nhắc cái cách thứ nhất này. Cách thứ nhất là nếu mà biết đồ thị nhá, đồ thị thì nó đơn giản thôi. Đồ thị thì ở đây đồng biến trên không đến dương vô cùng thì chắc chắn hệ xoa dương này, đúng không? Đấy, đồng biến dương vô cùng là hệ xoa dương. Hệ xoa dương thì nó có hai dạng đồ thị này, hoặc như này hoặc như này. Đấy, và trục OI nằm ở giữa như này. Và do đó thì nếu như đồng biến từ không đến dương vô cùng thì chắc chắn nó chỉ là dạng đồ thị này thôi. Và chỉ dạng đồ thị này hệ xoa là lớn không này. Nha. Đồng thời là nó có một cực trị. Đấy, chỉ có một cực trị thôi thì AB là lại lớn hoặc bằng không. A lớn không, AB lớn bằng không tức là gì? Đó, chúng ta có luôn là A lớn không và B lớn bằng không đúng không? Chúng ta có luôn A lớn không và B lớn bằng không. Đó, tức là nếu như là chúng ta học cái dạng đồ thị rồi thì nó đơn giản vậy thôi nhá. Còn nếu như chưa học dạng đồ thị thì chúng ta có thể suy luận theo y phẩy bình thường. Đồng biến trên không đến dương vô cùng tức là chúng ta có y phẩy lớn bằng không với mọi x gì thuộc từ không đến dương vô cùng đúng không? Ở đây thì yên tâm là cái điều kiện thì nó không có nên chúng ta không cần xét. Cái thứ hai nữa, nó là hàm trùng phương rồi thì y phẩy không thể bằng không với mọi được đúng không? Đó. Và do đó thì chúng ta có cái tương đương y phẩy lớn bằng không với mọi x thuộc không đến dương vô cùng là đủ nhá. Và đến đây thì thôi giải y phẩy ra thôi. Y phẩy đây là 4 a x mũ 3 đúng không? Cộng đây là 2 b x bình. Nếu mà đặt ở đây với mọi x lớn hơn không đến dương vô cùng này, bạn có thể rút gọn bớt đi 2 x. Xin lỗi, đây là 2, đó hàm là 2 b x. Rút gọn bớt đi 2 x thì chúng ta sẽ được đây là 2 a x bình. Đó, cộng b lớn bằng không, cái này lớn không với mọi x thuộc không đến dương vô cùng, mọi x dương nha. Đấy, đây là cái ta được cái này, và nếu như cái này lớn không với mọi x dương thì trước hết a phải dương. Đó, âm thì khoảng cuối cùng dấu hệ số a mà âm thì cũng được, như vậy chúng ta sẽ có a dương đúng không? Đấy, chúng ta sẽ có a dương, và khi a dương rồi b mà lớn bằng không nó là đúng luôn này đúng không? B lớn bằng không là đúng luôn. Thế còn b mà nhón bằng không thì sao? B nhón bằng không thì cái này này, bên này nó có hai nghiệm trái dấu này đúng không? Hai nghiệm trái dấu. Đấy là ví dụ một cái x không với một cái trừ x không thì rõ ràng là từ không đến dương vô cùng nó không thể luôn dương được. Đấy đúng nhỉ? Đó là trường hợp như này. Đó, và như vậy giảng cho cách hai thì hơi nó khó hiểu hơn. Đấy. Tuy nhiên cách một thì các em phải biết dạng đồ thị nó mới dễ hiểu nhá. Rồi ok. À, đó là cái ví dụ số 14. Ta chuyển sang cái ví dụ số 15. Ở đây thì thầy làm cái ví dụ ấy thì nó định làm theo dạng. Tuy nhiên thì thầy lại không làm theo dạng nữa. Thầy làm như thế này để các em làm bài tập từ đầu đến cuối ấy, là nó cứ gặp cái câu vướng nào thì nó chính theo cái trình tự video này luôn nhá. Bài tập theo cái thầy gửi cho các em nhá. Ok nhá. Đăng phần 67. Ok. Rồi, tiếp tục. Ví dụ số 15 có ba người trị nguyên không âm của tham số m sang hàm số bậc 4 trùng phương bằng hệ xoa âm nghịch biến trên đoạn 1 2. Ok, cái này thì cứ coi như ta chưa biết dạng thì ta phân tích bình thường nhá. Vì bài này mới học đến đây thì nhiên coi như chưa biết dạng đúng không? Rồi ok nào. Nghịch biến trên đoạn này, hàm số xác định trên đoạn này là ok này.
y phải luôn luôn hàm này là luôn luôn hàm bậc 4 trùng phương, y phải luôn là hàm bậc 3, cho nên là chắc chắn là có hữu hạn nghiệm này. Cho nên là cái điều kiện nó sẽ tương đương, yêu cầu bài toán nó chỉ tương đương với y phải gì nghịch biến à, nhõn bằng không nha, mọi x gì thuộc 1 2. Đấy, tương đương với điều đó luôn, đúng không nhá. Y phải ở đây thì các em có thể dễ dàng thấy là 4 trừ 4 x gì bằng 3, đúng không? Cái này x bình độ a bằng 2 x, như vậy là trừ cộng với 2 thừa số cho 2 m trừ 3 x. Ok, đó là đạo hàm nhõn bằng 0 với mọi x thuộc cái này, đúng không? Và với mọi x thuộc cái này thì các em sẽ thấy là x thuộc 1 2 thì có thể rút gọn bớt, đúng không? Rút gọn bớt đi ta được, rút gọn bớt đi 2 x nhá, x 1 2 là x dương rồi, nên ta được 2 x bình cộng với 2 m trừ 3 nhõn bằng 0, mọi x thuộc 1 2. Ok. Điều này xảy ra khi nào? Đến đây thì có nhiều phương án giải, tuy nhiên thì những cái bài nào mà các em rút được m ấy thì giải theo phương án rút m nó cũng hay nhá. Đấy, đúng không? Đây thì nó là tam thức bậc 2 thì có nhiều cách giải, thì bây giờ thầy sẽ trình bày này, trình bày luôn này, trình bày luôn một số cách giải này. Cái thứ nhất là cái rút m, tức là đây rút m hay là rút 2m cũng được, rút 2m trông nhìn cho nó đẹp đẽ nhá. 2m để một bên này, 2m một bên dương như này thì để bên trái đi, thì vẫn nhõn bằng, chuyển sang cái này, cái này sang thì được 2x bình cộng 3, đúng không? Bây giờ 2m nhõn nó bằng cái này với mọi x thuộc 1 2. Nhõn bằng với mọi thì nó sẽ nhõn thằng bé nhất, đúng không? Nhõn với mọi mà thằng nào nó bé hơn. Nhõn sẽ nhõn min của cái thằng này. Min của cái thằng 2 bình cộng 3 đấy trên cái đoạn 1 2. Min này thì có nhiều rất nhiều cách tìm, đúng không? Bí nhất thì các em bấm 17 trên đoạn 1 2 chúng ta tìm được min. Máy tính đây. Còn không nữa thì khảo sát thằng này, khảo sát thằng này thì cũng nhìn trên cũng dễ rồi, trên đoạn 1, 2 thì hàng này thằng này tăng, đúng không? Như vậy min của nó đạt được tại 1, đúng không? X trừ 1, 2 càng lớn thì nó giá trị này nó càng lớn, do đó min nó bằng tại 1. Min nó đạt được tại 1, ta thấy trường 1 vào là 5. Như vậy chúng ta sẽ có 2m với m bằng 5, đúng không? Từ đó thì ta được m nhóm bằng 5 phần 2. Người đề người ta hỏi là giá trị nguyên không ấm, nó đến xem qua như giá trị là ok, đúng không? Rồi, đó là cách thứ nhất là cách rút m. Cái thứ hai là các em có thể xem nó là tam thức bậc 2. Này, cái này là tam thức bậc 2 nhá. Đấy, tam thức bậc 2 với hệ xoa âm. Ồ, thì hơi vất vả cho cái này một chút xíu. Hệ xoa âm thì có những mấy trường hợp này, âm hết này. Rồi đây âm này, đúng không? Dồn cả hai trường hợp này lấy ok này, cái này delta với em bằng 0 này. Và trường hợp có hai nghiệm như này, hơi phức tạp một chút xíu nha. Hơi phức tạp. Thôi hơi phức tạp thì không giới thiệu nữa. Thì đây phần 6-7 mà giới thiệu này phức tạp quá nha. Thôi, tôi dùng cách 1 là ok rồi nha. Nha. Như vậy thì qua cái ví dụ thứ 5 chúng ta rút được ra điều gì? Đúng không? Chúng ta rút ra được cái có một điều đó là sự cách xử lý bất phương trình. Xử lý bất phương trình. Các loại bất phương trình ví dụ như m nhõn nó bằng là fx đấy, với mọi x, đúng không? Cách xử lý cái kiểu bất phương trình này, m nhõn nó bằng fx với mọi x thuộc một cái khoảng nào đó đấy, thuộc một cái tập k nào đó đi, thì m mà nhỏ nó bằng với mọi thì nó sẽ bé nó bằng min, đúng không? Đấy, min của fx trên cái khoảng k này. Đó, xử lý bất phương trình đó. Tương tự thì nếu như cái bất phương trình mà là gì, m mà lại lớn hơn bằng fx đấy, với mọi x thuộc k, đúng không? Lớn hơn bằng thì với mọi, tức là nó phải lớn hơn cái thằng lớn nhất đấy, tức là lớn hơn bằng max. Ok nhỉ? Đó nhá. Cái này là hoàn toàn suy luận thôi. Các em đừng máy móc quá. Máy móc quá đôi khi là cái chỗ dấu bằng không biết lấy nào nên hợp lý đâu nhá. Cái suy luận là ok, max fx trên k. Ok, đó là cái mà chúng ta rút ra được những kiến thức là cần nắm qua cái ví dụ số 15. Một ví dụ tương tự như cái ví dụ số 12, đó là ví dụ số 16. Đó là tương tự nên thầy này cố gắng nói nhanh nhá. Hàm số đồng biến, hàm số bậc nhất trên bậc nhất đồng biến trên hai dương vô cùng. Như vậy với hàm số bậc nhất trên bậc nhất nó có
điều kiện đúng không? Nên chúng ta cần lấy ý. Đây, trước hết là xét thứ hai dương vô cùng này. Thứ hai là điều kiện với cái hàm số này lấy xì khác trừ m này đúng không? Đó, không xác định được đây. Như vậy đồng biến tên hai dương vô cùng thì trừ m không được nằm ở đây, thì trừ m phải nằm ở này. Tức là trừ m bé hơn và có thể bằng 2. Đúng không? Ở đây là khoảng, cho nên là khi trừ m mà bằng 2 thì lấy khoảng từ hai dương vô cùng nó vẫn đồng biến nhá. Chỗ này mà lấy đứt đoạn là trừ m là không được bằng 2 đâu. Như vậy cái điều kiện đầu tiên đó là trừ m bé hơn hoặc bằng 2. Đó là một điều kiện. Ok. Sau điều kiện này thì hàm số đồng biến đúng không? Rồi, vừa nói xong cái hàm bậc nhất cái đồng biến thì cứ y phải gì? Lớn hơn hẳn không? Y phải lớn không, tức là mình cái tử số lớn hơn không đấy. Tử số là cái gì? M bình trừ 1 đúng không? M bình trừ 1 lớn không? Tử số của y phải ấy nha. Rồi làm nhanh mà, mẫu số bình thường không xét rồi. Ok, như vậy thế là đủ. Rồi kết hợp hai thằng này lại mà không kết hợp được thì thôi lấy 5 điểm nha. Hỏi các bạn đi. Rồi lại next sang cái ví dụ số 17. Tìm tập hợp F tất cả giá trị tham số M để hàm số nghịch biến trên cái khoảng từ trừ 1 đến 1. Rồi và đây là hàm bậc 3 chúng ta thì không cần điều kiện nữa, không cần để ý điều kiện luôn. Thì số A dương rồi, như qua đó thì phải bằng 0 chắc chắn hữu hạn niệm rồi. Như vậy điều kiện tương đương chỉ đơn giản là nghịch biến thì nhõn bằng 0. Đúng không? Với mọi xì thuộc trừ 1 đến 1. Đó là điều kiện tương đương yêu cầu này. Rồi y phải thì chúng ta thấy là cái này là hàm còn x bình này. Cái này đạo hàm sẽ ra là 2m cộng 1x này. Cái này đạo hàm sẽ mất x đi đúng không? Sẽ còn lại là cộng m bình cộng 2m. Ok. Nhõn bằng 0 với mọi x như thế này. Rồi như lúc nãy thì chúng ta thấy là ở cái bài trước thì chúng ta bảo là nếu như rút được m thì đẹp. Rồi, nhưng rõ ràng cái bài này chúng ta không rút được m. Vậy thì cái bài này không rút được m thì chúng ta làm gì nha? Làm gì thì có hai kiểu. Một là chúng ta xem cái bậc hai, cái tam thức bậc hai này nó có nghiệm đẹp hay không, chúng ta xử lý theo nghiệm đẹp. Hai là chúng ta xem xét nếu không có nghiệm đẹp thì ta xử lý tổng quát thôi nhá. Bài này có nghiệm đẹp này nhá. Nghiệm đẹp nên thầy hướng dẫn các em làm theo cả hai cách luôn nha. Cái thứ nhất là các em cái vế bên này nghiệm mà như mặc dù có tham số nhưng nghiệm nó rất đẹp, em tính nhân ta xem, nhân ta phẩy nó sẽ bằng 1. Và do đó thì cái bản thân cái này này nó sẽ có hai nghiệm nha. Hai nghiệm thì cái này các em tính thôi, tính nhân ta và tính bình thường một thời cái chúng ta sẽ được hai nghiệm. Một nghiệm là đây, đây là cái dùng trục số thì các em dễ theo dõi. Một nghiệm là chúng ta sẽ tính được một nghiệm là m và một nghiệm là m cộng 2. Cái này các em tự tính nha, không giải được nữa thì thầy bóp cơ. Dạ, yeah, chịu thôi. Như vậy thì xét dấu cái biểu thức của cái thằng này với trái này, chúng ta có là bên này dương đúng không? Dương đúng không? Cùng dấu hiện xa mà, để âm đúng không? Bây giờ yêu cầu là nhõn bằng 0 với mọi x thuộc từ trừ 1 đến 1. Đây, bỏ hết phần dương đi, nhõn bằng 0. À, lấy cả đoạn. Như vậy trừ 1 đến 1 nó phải như thế nào? À, nó phải nằm gọn trong đây đúng không? Thì nó phải là nhõn bằng 0 mới mọi được. Như vậy trừ 1 nằm gọn trong đây này. Và 1 cũng nằm gọn trong đây. À, điều đó có nghĩa là cái m này như thế nào, con 1 đúng không? Nhỏ hơn con 1 đúng không? Bằng con 1 cũng ok đúng không? Thì con 1 có 5 gọn trong mà. Như vậy thì m này phải nhỏ nó bằng trừ 1 này. À, nhỏ bằng m này nhỏ bằng trừ 1. Còn 1 này là phải bé nó bằng m cộng 2 này. Cả hai cái đó nó mới đồng thời xảy ra đúng không? Bé nó bằng m cộng 2. Đó, thì giải cái này là xong là ok thôi. Vấn đề đâu nhỉ? Dễ đúng không? À, còn một cái cách thứ hai đó là trong cái trường hợp mà chúng ta tìm nghiệm mà nó gặp khó khăn một chút nhá. Tìm nghiệm nó gặp khó khăn một chút thì chúng ta phân tích tổng quát. Phân tích tổng quát với hệ số A dương thì chúng ta sẽ có cái trục số của nó có thể xảy ra như sau. Hoặc là hệ số A dương đúng không? Hoặc là trục số như này này. Hoặc trục số như này là trong trường hợp delta bằng 0 là như này đúng không? Ở đây là x1 bằng x2 này. Hoặc là trục số số này delta nhọn 0 này. Hoặc là trục số tiếp theo là x1 này, x2 này, ngoài cùng dương này, trong các âm. Thì trong ba cái trục số này thì chúng ta thấy là yêu cầu là y phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 với mọi x thuộc từ trừ 1 đến 1 đấy. Thì hai trục số đầu là không thỏa mãn rồi.
do đó chúng ta không cần phải xét. Đến mỗi cái trục số thứ ba xét tương tự như trên đấy, thì con trừ 1 và 1 phải nằm đây. Tức là chúng ta sẽ có là x1 này, nó sẽ bé hơn hoặc bằng trừ 1 này, nhõn 1 này, nhõn nó bằng x2 này. Nha. À, thì có một điều là cái này thì chúng ta lại phải nhớ thêm một cái kiến thức nhá. Có điều này xảy ra khi và dưới khi ấy, có một số mà nằm giữa hai nghiệm thì là cái số đó sẽ khác dấu hệ số A, đúng không? Đúng không nhỉ? Thì chúng ta sẽ tương đương với là gì? A này nhân với F tại trừ 1 bé hơn 0. Trái dấu mà có thể bằng 0 nhá. Tương tự như vậy là A nhân với F tại gì? 1 bé hơn bằng 0. Bây giờ ok, thực ra thì chúng ta có thể bỏ lên luôn A vì chúng ta biết giá dấu của A rồi mà, đúng không? Đó, thì điều kiện tương đương của nó là này, chúng ta chỉ cần giải F trừ 1 bé hơn bằng 0, F1 bé hơn 0 là ok. Rồi, đó là cái bài này. Như vậy thông qua bài này chúng ta có cái lưu ý gì? Thì có cái lưu ý thứ nhất là đối với cái bậc 2, xử lý bất phương trình bậc 2 hoặc phương trình bậc 2, đúng không? Mà trông nó có vẻ khó khăn, không rút được mở ấy, không rút được mở để khảo sát như bài trước, đúng không? Thì chúng ta làm gì? Để thử xem nó có nghiệm đẹp hay không nhá. Nghiệm đẹp hay không tức là delta viết thành bình phương đấy không ấy. Nếu mà có nghiệm đẹp hay không thì câu hỏi kiểu gì chúng ta xử lý nó cũng đơn giản nhá. Còn một cái nữa, kiến thức cho chúng ta cần nhớ nữa là sau khi phân tích theo cách này, chúng ta có một cái kiến thức đó là nếu như chúng ta gặp cái bài toán mà liên quan đến x1 này, bé hơn alpha này, bé hơn x2 này, thì điều kiện tương đương của nó là a nhân với f alpha bé hơn 0. Đó nhá, đây là kiến thức ở lớp 10. Nhắc lại thôi, em nào không nhớ thì nhắc lại xem video này, chúng ta nhớ rồi thì lần sau hy vọng gặp chúng ta có thể chúng ta xử lý thôi nhá. Rồi ok nhá. Chúng ta chuyển sang cái ví dụ số 18. Tìm tham số m để hàm số này nghịch biến trên khoảng từ -3 đến 0. À, thực ra thì hàm này nếu mà các em để ý thì nó vẫn là hàm bậc nhất trên bậc nhất nhá. Hàm bậc nhất trên bậc nhất thôi. Là hàm bậc nhất trên bậc nhất thì đó, để ý trước cái điều kiện này. Lấy -3 đến 0 này. Đúng không? Là cái khoảng cái đề yêu cầu này. Điều kiện là mẫu số là x này khác không này, đúng không? Ok này. À, như vậy may quá trong bài này thì gì? Cái điều kiện là không thì luôn nằm ngoài khoảng này, đúng không? Dạ. Và như vậy thì yêu cầu bài toán nó chỉ đơn giản là gì? Chỉ cần y phẩy như nào thôi. Nghịch biến, đúng không? Bén hẳn. Nhớ hàm bậc nhất mà. Bén hẳn không. Là xong. Thấy chưa? Y phẩy bằng cái gì thì tự mà tính đấy. Nha. Thầy không tính đi. Rồi, ví dụ số 18 thì đan giỡn vậy thôi. Đan giỡn ấy, đơn giản đúng không? Ok. Mai lúc mà khát hết cả nước thì hãy dừng cái video lại đi uống một nước lại nha. Ok. Rồi, nước uống đã xong, người ta lại quay lại cái ví dụ. Thì ra làm công việc làm video thì nó cũng có một chút vất vả. Thực ra làm được một cái video này thì cũng mất công chuẩn bị cả ngày đấy. Mà nó cũng không được đẹp lắm. Tuy nhiên thì thực tế thì cũng biết rõ ràng là các em rất ngại xem video. Nhưng hy vọng là sẽ có giúp đỡ được một ai đó xem video. Nên thầy quyết định là thầy vẫn làm. Ok. Chúng ta quay lại cái ví dụ số 19. Rồi ok, hàm số tìm m để hàm số này nghịch biến trên khoảng 0 đến pi nhân 2. Trông giống hàm số bậc nhất đúng không? Đấy. Thì thực ra quy cái về bậc nhất thôi, đặt cốt bằng t. Đấy. Thì chúng ta sẽ được là cái hàm số bậc nhất thôi. Cốt x bằng t thì đây là t trừ 2 trên t trừ m. Như vậy nó là hàm số bậc nhất của t. Với t là bằng cốt x. Nha. Thì bây giờ người ta yêu cầu là hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến pi trên 2. Thì liệu chúng ta có thể quy được gì về cái này? Nha. À, thì cái này nếu đặt như thế này thì hơi khó quy này. Tức là hàm số này theo x thì nghịch biến trên khoảng 0 pi nhân 2. Thì hàm số này là nghịch biến trên khoảng nào là hơi khó quy này. Thấy chưa? Cho nên là cái cách này với hàm số đồng biến nghịch biến là hơi khó xử lý nhá. Các em cứ để nguyên, ta lấy đạo hàm.
ra để nguyên ra xử lý thôi nhé. Tức là nếu là bất phương trình hay phương trình rồi, tức là sau khi lấy đạo hàm chúng ta có thể thông qua cái việc đổi đưa đổi biến số được, đạt được. Tuy nhiên là chưa thì chưa phải phương trình bất phương trình này, chúng ta đạt yêu cầu đổi biến nghị biến này hơi khó suy luận. Đó là để nguyên nhé. Như vậy phải này, mặc dù lấy nguyên tuy nhiên là đạo hàm của nó lại tính thông qua cái này được, giống như u nhân thêm u phẩy này thôi đúng không? Tức là cái này đạo hàm này, cái này đạo hàm là trừ m cộng 2 đúng không? Tỉ số là trừ m cộng 2 này. Trên mẫu bình tức là t trừ m bình, t trừ m là cos x trừ m tất cả bình này. Nhân u phẩy tức là t phẩy đúng không? T phẩy cos đạo hàm bằng trừ sin đúng không? Đó. Nhân với trừ sin. Ok, y phẩy là cái thằng này. Rồi bây giờ yêu cầu hàm số nghịch biến nhân khoảng được 0 pi nhân 2. Thì tương tự cái hàm kia thôi, đầu tiên là điều kiện đúng không? Điều kiện thì chúng ta có gì? Điều kiện là cos x xì phải khác m nhân khoảng được 0 pi nhân 2. Đấy, nhân khoảng từ 0 đến pi nhân 2 này. Nếu ở đây chúng ta có điều kiện của x là 0 đến pi nhân 2 thì chúng ta có thể thấy là hàm cos ấy, cos thì tương ứng cos bằng 0 tại 1, pi nhân 2 là bằng 0, như vậy là nó lại nằm từ 0 đến đến 1 đối với cos x. Đấy. Nha. X từ 0 đến pi nhân 2 thì cos nằm từ 0 đến 1. Thực ra thì cos nằm từ 0 đến 1 đấy, các em dùng đường tròn đường giác thì nó rõ ràng hơn nhá. Trục cos là trục này. Đúng không? Từ 0 đến pi nhân 2 là chạy từ đây đến đây. Từ đây đến đây, yeah, trong cái phần góc phần này đây thì cos tại đây là bằng 1, cos tại đây thì bằng 0, đúng không? Tức là cos chạy trong khoảng này thì 0 đến 1. Ok, như vậy thì cái điều kiện mà xác định trên khoảng từ 0 đến pi nhân 2, x xác định từ 0 đến pi nhân 2 tương đương với cos nằm từ 0 đến 1. Cos nằm từ 0 đến 1 mà đây cái điều kiện chúng ta có là m phải khác gì? Khác cos đúng không? M khác cos đúng không? Cos khác m, m khác cos. Đúng nhỉ? M khác cos, tức là nếu mà xét ở đây có m liên quan tới cos thì m phải nằm về bên này hoặc nằm về bên này. Ok chưa? Và như vậy thì chúng ta sẽ được cái là gì? Cái m sẽ tương tự như cái trên thôi, m sẽ bé hơn 0 hoặc m sẽ lớn bằng 1. Đó chỉ là điều kiện nữa nha, điều kiện xác định nữa nha. Điều kiện để hàm số xác định trên 0 đến pi nhân 2. Rồi xong cái điều kiện đó thì chúng ta cần y phẩy nữa đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ dấu y phẩy này. Các em ý từ 0 đến pi nhân 2 này thì sin nó cũng dương này. Vậy trừ sin là âm này. Đúng không? Trừ sin là âm, đang cần nghịch biến thì cần cái thằng này nó phải gì? Phải dương. Đúng nhỉ? Tức là chúng ta có là trừ m cộng 2 phải lớn 0 nhá. Cái này nó có dạng kiểu bậc nhất lên bậc nhất nên các bạn cứ lấy lớn 0 nhỏ 0 thôi nhá. Đấy, nghịch biến bất đồng biến lớn hẳn 0 nhỏ hơn 0. Bằng 0 là không được đâu nha. Lớn bằng 0 hay nhỏ bằng 0 là không được đâu. Được chưa? Chứ lần lại nha, mẫu số thì dương nha. Sin dương nha thì cái trừ sin sẽ âm. Trừ sin của âm mà đang cần nghịch biến thì cái thằng này phải dương. Nó trừ m cộng 2 phải dương. Ok. Ok chưa nhỉ? Thế không có thì phải lớn bằng 0 nữa nha. Rồi. Thế thôi, chúng ta kết hợp lại chúng ta được kết quả. Rồi, ok. Chúng ta lại tiếp tục sang cái ví dụ số 20. Đây ví dụ số 20. Lại hàm bậc 3 hệ xa các 0 rồi, nghịch biến trên khoảng 0,3 đúng không? Thì các em lấy y phẩy này. Y phẩy là trừ x bình cộng với 2m trừ 1 x cộng với m cộng 3. Rồi ok, hàm bậc 3 rồi. Y phẩy bằng 0 chắc chắn có hữu hạn nghiệm rồi. Đó, xác định đến 0,3 rồi. Và như vậy thì đây yêu cầu đổi biến tức là cái này lớn bằng 0 với mọi x thuộc 0,3 là ok. Như bài lúc nãy chúng ta vừa phân tích đúng không? Như bài 17 sao ấy. Thì có hai cách suy luận, một là nếu ta tìm được nghiệm đẹp thì ta xử lý thêm nghiệm đẹp. Nhưng bài này thì nghiệm xấu rồi nhá. Nghiệm xấu thì ta xử lý theo kiểu là tam thức bậc 2 đúng không? Xét theo hệ số A thì chúng ta có 30 số. Hệ số A âm à, âm hết này. Hoặc là âm âm này, hoặc là có hai nghiệm ở đây là âm dương âm này, yeah. Đang cần là lớn bằng 0, mọi x thuộc 0,3 thì hai cái trục này bỏ này, như vậy cái này thì 0,3 phải nằm trong đây đúng không? 0,3 đúng không? Đấy, tức là x1 sẽ như nào?
bé ăn bằng 0, nhỏ ăn 3, nhỏ ăn bằng x2. Yeah. Thì cái này, điều này tương đương với là gì? Đó, a nhân với f0 nhỏ ăn bằng 0, a nhân với f rồi 3 nhỏ ăn bằng 0. Ok, thế thôi, chúng ta giải hai cái này, ok nhá. rồi, ok. Rõ rồi chưa? Mày thấy cái lưu ý nó quan trọng chưa? Đó, thì cứ mỗi bài rút ra một lưu ý. Tuy nhiên bài này thì có lưu ý gì đâu, bài này chỉ có lấy lại cái lưu ý của bài trước là xong nhá. Rồi ok, thế là chúng ta có xong ví dụ thứ 20. Rồi ví dụ số 21 này. Được 10 cái chưa nhỉ? Khoảng được 10 cái, hơn 10 cái thì đã chúng ta dừng video rồi chúng ta lại làm video khác thôi. Cho 21 cho hàm số xác định trên R và có đồ thị y bằng f phẩy. Như này đây là y bằng f phẩy nha, chứ không phải f đâu nha. Cẩn thận. Mệnh đề nào sau đây là đúng? Kết luận về tính hàm đồng biến nghịch biến của hàm số. Thôi. Kết luận về tính đồng biến nghịch biến của hàm số thì đơn giản là xét dấu y phẩy đúng không? Dấu y phẩy thì các bạn nhìn này, nhìn vào đây cũng được, mà các em kẻ riêng thì cũng được. Cái đồ thị là đồ thị cái f phẩy, và do đó thì khi mà cái đồ thị nằm phía trên trục ô ích thì f phẩy nó dương, nằm phía dưới trục ô ích thì f phẩy nó âm. Tức là f phẩy sẽ âm này, từ âm vô cùng đến trừ 2 thì đồ thị nằm phía dưới lại f phẩy âm. Nha. Yeah. Vậy đây này, thêm con trừ 2 này, dấu f phẩy này âm. Nha. Yeah. Rồi từ trừ 2 đến 0 này, đồ thị của f phẩy là nằm phía trên thì nó dương này. Nha. Đó. Từ 0 đến 2 đồ thị của f phẩy nằm phía dưới cho nên dấu f phẩy âm. Từ 2 đến dương vô cùng đồ thị nằm phía trên cho nên f phẩy dương. Đó. Thì các em có thể nhìn vào đây cũng kết luận được, mà không nữa thì các em vẽ cái trục số này chúng ta cũng kết luận được làm số đồng biến hay nghịch biến như khoảng nào nha. Dạ. Đấy, các em để ý là ở đây người ta không kết luận trên đầy đủ các khoảng, ví dụ người ta chỉ kết luận là nghịch biến trên từ 1 đến 2 vẫn đúng nha. Hay là đồng biến từ 3 đến 4 là vẫn ok nha. Chúng ta chọn để chọn cái đúng. Rồi, đó là cái ví dụ số 21. Sang cái ví dụ số 22. Ví dụ số 22 tìm tất cả giá trị của M để hàm số đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng. Đó. Đồng biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cùng và hàm này hàm bậc 3. Như vậy thì y phải phải lớn hơn hoặc bằng 0 với mọi x thì lớn 0 là đủ đúng không? Yêu cầu bài toán tương đương này là đủ. Lý giải nhiều rồi đúng không? Nên thầy cũng lý giải này nhá. Nó luôn xác định mà, không dương vô cùng xác định rồi. Không có chắc chắn hữu hạn nghiệm đúng không? Làm bậc 3 hệ xa khác không rồi. Ok, và chúng ta xem là y phẩy như thế nào để ta xử lý thôi. 3x bình này cộng với 2mx. Ok. Yêu cầu cái này lớn bằng 0 với mọi x lớn 0. Rồi, như đã nói thì bài này cũng có thể rút m được. Không. Bài này có trách nhiệm bậc 2 có nghiệm đẹp rồi này. Như đã nói là cứ có nghiệm đẹp thì ra nghiệm đẹp nó vẫn hay đúng không? Bạn thấy không, đặt x ra ngoài được này, nhìn đẹp đấy, x bằng 0 đấy, 3x cộng 2m này lớn bằng 0 này. Các em để ý là với x lớn 0 này thì cái này lớn 0 các bạn có thể rút gọn luôn, chúng ta chỉ cần là 3x cộng 2m lớn bằng 0 này, với mọi x lớn bằng 0. Đến đây thì là gì? Đấy, rút m hay hơn đúng không? Tức là hay là rút 2m đi, 2m lớn bằng trừ 3x này, 2m lớn bằng trừ 2x với mọi đúng không? Lớn hơn cái này với mọi thì lớn hơn gì? Min thôi. Đúng không? Min của trừ 3x. Được chưa? 2m lớn hơn bằng min. Min của cái trừ 3x này. Đấy. Nhưng mà trên cái khoảng gì? Không đến dương vô cùng. Thì min của nó bằng bao nhiêu? Đúng không? Và ra cái gì càng lớn. Xin lỗi nha. Này lý luận bị lỗi rồi. 2m lớn hơn bằng 3x với mọi thì lớn hơn bằng với mọi thì thằng nào nó cũng lớn hơn, tức là nó phải lớn hơn max. Nãy giờ ngồi làm nhiều quá mất nước hay sao nó lộn.
Mọn kênh, ok, 2M lớn hơn với mọi, tức là lớn hơn thằng cả thằng lớn nhất, lớn hơn Mac, Mac của trừ 3X trên không dương vô cùng. Và trên không dương vô cùng ta thấy là XC càng tăng thì trừ 3X càng giảm, đúng không? Đấy, và do đó Mac của nó lại đạt được tại XC bằng 0, đúng không? Đúng chưa? Và như vậy thì đây chúng ta sẽ được tương đương là đấy, 2M lớn hò bằng Mac, đúng không? Tức là bao nhiêu nhà 2M lớn hơn Mac tại đây bằng 0 thôi, đúng không? Không, okay. Như vậy chúng ta được M lớn bằng 0. Rồi có ví dụ này chúng ta thấy được cái điều gì? Lưu ý thì cũng như lúc nãy luôn, đúng không? Nếu nghiệm đẹp thì cứ nghiệm đẹp mà chiến. Thêm cái nữa, nếu rút được M thì nên rút M. Như vậy thứ tự ưu tiên của chúng ta ấy là nghiệm đẹp này, được chưa? Rút M này là gì, rồi mới đến cái tam thức bài hai với tích tổng quát nhá. Đấy, đó là cái thứ tự ưu tiên chúng ta có thể nghĩ đến, ok chưa? Đấy, thứ tự ưu tiên trên cái khoảng không phải giờ thôi, còn nếu mà trên giờ ấy, đồng biến trên giờ ấy, nghịch biến trên giờ thì tương với hệ số a với lại delta bén bằng không rồi, lúc nãy lưu ý rồi, đúng không? Đấy, tức là nếu như đồng biến mà nghịch biến trên mỗi khoảng không phải giờ thì ta thứ tự ưu tiên là thế, nghiệm đẹp rút M và tam thức mới dùng tam thức bậc hai. Thế còn là đồng biến nghịch biến trên giờ thì chúng ta dùng tam thức bậc hai, ok. Rồi chúng ta sẽ có cái tổng hợp lại thôi nhé. Yeah.